Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với trang kính cổ kính xưa. Ngày lên được 4 cây rất là đẳng cấp nhá, trong đó một cái cơn đó là cơn Solex. Đấy, thế nên mình hiếm trước khi vào kênh để bác có thể supply xe các phải được cổ chuông nhá, để mỗi khi kênh hệ thống rút sự gửi rất nhanh vì ngày nào hàng ngày để video. Đầu tiên là con Nam Ba Giang Passer thập kỷ 1950, con lại xe càng 40 và xe ngang là 13,9 nhé. Cái này là mắt treo, mắt Mica, trà hai màu, trên đậm với nhạt, trên đậm cả nắng nhạt đường dễ nhé. Cái này hay ở chỗ là gì, là sau là các bác có tuổi các bác để thay mắt cận lão viễn loạn là gì, là cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị nhá. Và đây là ama ba răng bản trơn bản đều, cầu to cầu đều, pháp xưa thập kỷ 1950. Chuẩn Âu nhất nhé. Và xuất sắc, bác nào ở Hà Nội có địa chỉ nhé, em xem kính cổ đồ cổ xưa, đồ linh mỹ nhá. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất em gửi phương tiện nhanh nhất em gửi phương tiện đó nhé. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm đảm bảo cũng là điều thiên tai dịch bệnh báo lũ nhé. Xuất sắc nhé, zin hết nhé. Cầu giữa nó có chữ A một và hai chện vuông, đó là biểu tượng logo từ ngày xưa. Xuất sắc vàng chuyên đen zin nhé, bọc vàng sáng gương. Ok, cái này của nó có lẹp bằng lắp lắc nẹp lắc kê nhé. Vâng, đấy là lắc kê thì ở bên này thì nó có một vài cái lấm tấm này. Đấy, cái nẹp lắc kê, nẹp zin điên thiệt, đi theo kính đấy, ok nhá. Vâng, xuất sắc nhá. Tiếp theo sẽ đi sang hai càng hai bên nhá. Càng bên phải là Amor Mari và Francais. Đấy ạ, vâng. Amor Mari Francais này. Duy nhất ở cầu giữa và càng phải nhá, thì nó có thông tin thông số nhá, ok chưa? Xuất sắc nhá. Bục vàng sáng gương, càng trái nó không thể hiện nên bọc vàng mới lắm, đẹp, zin hết. Vâng. Đây là mã số 1 ạ, Amor Ba Giang Pháp xuất thập kỷ 1950, chuẩn áo nhất nhá. Chuẩn áo nhất là sản xuất tại chính nước Pháp ấy. Vâng. Bên em từ xưa đến thương hiệu nổi tiếng uy tín, chuẩn áo nhất anh nước Pháp Mỹ, ok lắm. Tất cả sản phẩm bán ra chất test toàn cầu mà. Vâng. Giá cái này là 7 triệu 9 7.900k nhá, giá là 7 triệu 9 7.900k. Về quy trình mua bán thì bên em cũng chia sẻ nhiều rồi, vẫn phải nói lại để cho người mới biết được là bác nào chuyển khoản thì bao ship, bác nào chọn ship code là giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200 cái kính. Tất cả ship code kính của đồ cổ từ xưa đến nay rồi là cọc 100 đến 200 tùy theo món đồ, giá trị món đồ. Đó, các bác mua kính cổ đồ cổ hay đồ đắt tiền của năng hiệu ở trong nước ngoài nước cũng nên thế, chứ không nên đặt cọc một vài triệu, bởi vì đặt cọc một vài triệu tính rủi ro rất là cao. Và ok, đã xong mã số 1. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái mã số 2. Mã số 2 đây là cây Lamy Alex phiên bản Limited. Tại sao nó gọi là phiên bản Limited? Phiên bản Limited là nó bản trơn bản đều nhá, cầu to cầu đều. Mà con này nữa là cầu rất to. Tất cả cái bản trơn từ Amor Ba Giang bản lại kép cho đến Lamy Alex phiên bản Limited thì đều được đánh giá là một trong phiên bản đắt tiền. Con này là xe ngang xe càng là 140. Và kính này là của Pháp thập kỷ 1950 1960 trở lâu nhất. Con này thì nó là trà nhạt là trà một màu. Có nghĩa là gì, là đi được 4 mùa xuân hạ đông. Và thứ hai là sau là các bác nào mà có tuổi, các bác phải thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, đoạn thị được hết nhá, ok chưa? Xuất sắc gì hết nhá. Và ngày nay đưa ra giá cực tốt để các bác làm sao mà giao lưu được chính mua bán đôi khi thì đó. Xuất sắc luôn đấy. Và bọc vàng sáng gương. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông, cái ve thay dòng lại gì hết nhá, cầu giữa chuyện vuông này, ok chưa? Nó phải đẹp như thế. Tiếp theo sang càng phải thì nó có cái chữ đúc bồ la mi và cái chuyện vuông, đó là biểu tượng logo hãng từ ngày xưa. Xuất sắc nha. Vâng. Tiếp theo sang càng trái nhé, đấy là càng phải đấy. Bây giờ đánh lực càng trái thì nó có cái chữ la mi đây ạ, nó có cái chữ la mi đây ạ. Vâng. Đây nhá, la mi ở phần gần cuối chuôi, ok chưa? Ở giữa thì nó cũng có cái chữ đúc bồ và chuyện vuông, nhưng mà nó cũng bị khá là mờ rồi, ở giữa này nó mờ rồi, nó không còn rõ nữa. Và đó, trong góc đấy cứ gọi điểm trừ đi cho nó dễ đi đấy. Và đây là Lamy Alex phiên bản Limited Pháp xuất thập kỷ 1950 trên 60 chuẩn nhất nhé. Mắt nâu trà nhạt thì đi được 4 mùa xuân hạ thu đông nhé, ok chưa? Ok quá đi trên gì nữa, xuất sắc nhé. Không, và thành mắt nó đẹp zin nhé. Vâng, trước toàn 16 đến 17 triệu gì, hôm nay em giao lưu với cái giá là 15 triệu 700 nghìn
15.700k nhá, giá là 15.700.000. 15.700k nhá. Giá là 15.700.000, 15.700k nhá. Xuất sắc nhá. Về thời gian bán hàng thì bên em bán rất là thoải mái nhá. Bác ấy bất kỳ lúc nào cũng được, từ 8 giờ sáng 23 giờ mà 8 giờ đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào. Kể cả ngày lễ ngày Tết với điều kiện đến với điện thoại trước thôi. Bởi vì có những công việc em đi gửi hàng này, đi thẩm định đồ này, rồi đi làm hợp đồng thầu các thiết bị này. Đó, cho nên là các bác cứ điện thoại trước là ok nhất. Vì có những bác đến 2 lần không gặp em, có những bác đến để chờ mất 1-2 tiếng, thay vì điện thoại trước là bên em lúc nào thế. Xem kinh tiếp đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Tư vấn và lắng nghe thấu hiểu tất cả về ký của đồ cổ. Đấy mới là cái giá trị lớn nhất mua bán sổ đồ cổ xưa lâu năm thương hiệu. Khi mua ký của đồ cổ trong nước ngoài nước nên chọn địa chỉ số nào lâu năm. Ok luôn. Đấy. Các bác phải hiểu là như thế, bởi vì này, có những đối tượng xấu người ta bán nên là nó chỉ mua số điện thoại, nó không có địa chỉ. Nó không quay hình ảnh của một con người, không rõ ràng về hình ảnh của một con người. Đẩy rủi ro khách hàng, tất cả những bộ đoán dởm, đoán giả, nhái là nó không bao giờ cho địa chỉ. Hoặc địa chỉ chủ khuất chứ không nhìn có tìm. Hoặc là không bao giờ là quay hình ảnh của con người. Khi mua bán những cái đồ đắt tiền, kể cả trong nước nước ngoài, nên mục sở thị nhà. Bản thân khi em đi công tác nước ngoài em còn sang tận nơi luôn mà. Có những năm tháng các bác đi sang tận nơi ngày xưa nhưng nó không như bây giờ. Bây giờ đi thì nó có định vị Google Maps nó rất là dễ, nhưng ngày xưa em tản mạn một chút về cái chuyện kể lại chuyện ngày xưa. Khi mời mình sang đó là mình phải nhờ người dẫn đi, mà mình dẫn đi nhưng mà nói bằng cách xa toàn vài chục cây vài trăm cây thôi, ở bên nước ngoài nó không có như ở gần như ở Việt Nam được. Đấy, cho nên là các bác khi mua kính đồ, bởi vì là khi mua đồ đắt tiền mình phải thế chứ, bởi vì nó có những cái đồ gốm sứ đồ đồng các bác không phải, xin lỗi bác, khởi điểm mới là mấy chục mấy trăm triệu, ngày mấy chục mấy trăm triệu ngày xưa nó to lắm, 20-30 năm về trước nó to lắm, bác phải hiểu đơn giản nó là như thế. Và xong mã số 2 nhé, đây là em chia sẻ một chút tản mạn một chút thôi để các bác có chút kinh nghiệm. Bởi vì em thấy có những bác mua những cái đồ rất đắt tiền như chẳng hạn như kính hay cái bút hay đồng hồ bật lửa gì đấy mà đối tượng nó hẹn là linh tinh, xong nó kêu là mua bán online bán ship, xong nó chặn số chặn alo, thế là mệt. Đó. Có một số anh em, một số người bị đấy, em biết nó không nói đâu. Tiếp theo là mã số 03. Đây là cây cơn Solex. Tại sao lại được nói gọi là cơn Solex? Bởi vì cái cơn này được hãng Solex làm. Đấy, nó rất đặc biệt. Rất đặc biệt luôn. Và con cơn này thì là cơn chiếc cơn hai chiếc to đời trung thập kỷ 65-75, ra đời đầu đầu tiên của năm 1965. Đó, mà khi khi cho kính vào hộp hay cho tất cả vào hộp hay là bao hay là gì đó thì bao giờ em sẽ cuốn cái khăn. Đấy, khăn em vừa cuốn làm gì để bảo vệ đôi mắt, dầu hai mắt, khóa bàn tay, thì là cái len này không bị xước. Ok chưa? Cái này size 52, em sẽ đo cái chiều ngang bao nhiêu nhá. Ngang là 13,8, bao giờ cũng thế, kính cơn loại size 52 chiều ngang 3,8 hoặc 13,9, 14. Nó tùy theo cái khẩu độ, biên độ, độ giãn của cái kính đó. Ok. Xuất sắc zin hết nhá. Size 52 và cầu là cầu 20. Đây là kính cơn Solex. Lát nữa em sẽ chỉ ra tại sao lại gọi là cơn Solex. Bây giờ đi trên bên trong nhé, ở gầm cầu dưới dưới thì nó có chiếc AU 12K ghép, nhưng mà chiếc AU thì đã mở rồi, còn kiểu lại chữ 12K ghép thì nó cũng không không rõ ràng lắm. Chữ 12K ghép thì nó cũng hơi hơi mở. Đấy, gầm cầu dưới giữa. À, tuy nhiên hai bên càng thì là một bên càng nó có thông số, một bên càng không. Tại sao là một bên càng là không? Tất cả kính American hay là Western mà bên càng nó không có thông số, mà bên càng chỉ có chữ không, thì đó là cái đầy đầu ra đầu tiên. Vì sau nó cải tiến nó sẽ in khắc hai bên càng, đó là mà bằng máy laser cổ điển nhá. Ok chưa? Bây giờ đi sang càng bên phải nhá, thì nó có cái chữ IOM. IOM đây là biểu tượng của hãng Solex. Chuỗi ve zin nhé. Và cái ve của cái kính cơn Solex này nó rất là khác biệt nhá, là cái ve nó cũng hơi khác một chút xíu nhá. Nói chung là chuỗi ve còn rất mới và cũng rất là đẹp mà. Và giá cả thì ok luôn. Đấy, sướng lắm. Đấy nhá. Xuất sắc nhá. Cơn Solex này rất là hiếm. Cái này em có những anh mà thợ cao tuổi, nhiều tuổi ở Hà Nội, nhưng thậm chí rất nhiều nơi thế, bảo là cái kính cơn Solex này lần đầu tiên nhìn thấy. Đấy. Em thì chuyên về sưu tầm đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm này. Và không chỉ kính mà nhiều đồ cổ khác. À, tiếp theo thì là cái sang càng trái thì nó trắng trơn, nó không có gì, nhưng mà cái chuôi thì nó có khi là NO 5/2. Đấy, nó rất là khác biệt luôn. Đấy nhá. Càng trái nó trắng trơn này. Đấy, nó có những cái quen nó cũng thấy nó càng càng trắng trơn, nhưng mà cái chuôi của cái dòng cơn Solex nó khác, là cái N0 5/2 gạch chéo nhé. Đấy, đấy nhá. Nó rất là khác biệt so với cái dòng kính cơn. Tại sao lại khác biệt như thế? Bởi vì là khi hãng Solex làm ấy, ra cái giống kính cơn ấy thì nó phải làm như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nó tránh bị khiếu kiện bản quyền cục sở hữu trí tuệ của các nước như châu Âu
hay là Mỹ là nó làm rất chặt chẽ về khâu trí tuệ, là khâu trí tuệ bản quyền đấy, chứ không phải như là ở Việt Nam hay một số nước Đông Nam Á hay châu Á đâu ạ. Vâng, bởi vì là nó làm rất chặt chẽ về khâu bản quyền. Tất cả nếu mà một hãng nào đó từ đồng hồ kính bật lửa hay là tivi đầu dàn loa mà làm giống hệt 100% của một hãng nào đó thì sẽ bị đánh phá sản, thậm chí nó truy tù. Riêng ở bên nước ngoài nó làm rất chặt chẽ khâu đấy đó. Cho nên là khi mà hãng Solex nó sản xuất ra kính cơn này, nhưng mà nó sản xuất ra số lượng là có hạn thôi chứ nó không sản xuất ra đại trà, đúng không ạ? Đấy, em phải phân tích băng thế. Con này zin hết nhá, zin toàn bộ toàn phần nhá, sướng lắm. Và ốc ác đẹp này, ok chưa? Ốc ác rất còn đẹp nhá, thành vách rất là đẹp, zin nhá. Và cái ve là hơi khác biệt nhá, đấy cái ve của dòng cơn Solex là nó khác, ok chưa? Đấy, thế hiếm hiếm rồi đấy, xuất sắc nhá. Và cơn Solex thì thật ra đây là cái của cái hãng Amer, thì cơn nó sản hãng Solex đặt hàng đấy mà. Và nó là làm các cái phiên bản như thế, thành vách sẽ đặt zin hết ạ. Và không điểm gì chê đâu, đầy đủ copolay cả bao bùng của nó luôn. Và đấy, zin hết nhá, chui ve còn sáng trưng tổ quốc nhá. Bọc vàng nó, bọc vàng là chữ to viết hoa, chữ chữ to chữ viết in hoa đời Trung nhá. Và 12K, sản xuất thập kỷ 1965 nhá. Và giá là 10 triệu đồng 10.000K nhá, giá là 10 triệu đồng 10.000K nhá, giá 10 triệu đồng 10.000K nhá. Lưu ý nhé, đây còn cơn chữ to 10 triệu, mà sao có những bác mua cái cơn chữ nhỏ giá được 6 triệu 12 triệu, không có giá đâu. Những đứa bán mà cái giá cái cơn chữ nhỏ 6 triệu 12 triệu ấy thì đa phần là những đứa đấy là bán là nó sẽ không quay hình ảnh của con người và xong thời gian thay đổi địa chỉ hay số điện thoại đấy, rất mua bán rất amateur. Mà những đối tượng đấy bán thì nó bắt chuyển khoản trăm trăm, rủi ro quá lớn luôn đấy. Lưu ý các bác phải hết sức cẩn trọng, nhưng đặc biệt là đối với một số đứa là con gái, những cửa hàng nhỏ bé hoặc những đứa ở trong tỉnh miền Nam như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, rất nhiều anh em các bác ở ngoài Hà Nội cũng như ngoài Bắc này bị dính bẫy những đứa con gái như thế đó. Cho nên là cái này em phải chia sẻ bằng thật luôn, không ngại va chạm, bởi vì bên em mà nổ thẳng nổ thật, không ngại va chạm lắm. Ngay cả những tập đoàn bất động sản liên kết ngân hàng rất lớn mà em nó còn nổ thẳng, cũng chi là những cái bọn đấy không là gì cả, để các bác biết mà phòng tránh thôi. Ok, sang mã số 3 nhá. Tiếp theo là mã số 4 là con dây băng Aviator xanh nhang búng R3 thập kỷ 1960, con này bọc vàng nhá. Con này size 584 này, xanh rau muống này, ok chưa? Version chơi cờ này. Size 584 là size phổ thông chung toàn bộ thế giới nhá. Về cái dáng Aviator là ra đời năm 1937 do hai nhà đồng sáng lập Boost Chrome. Ok. Len len xanh rau muống thì là em phân tích rồi, là độ phân giải độ thấu kính của tụ của nó khoảng 28-29% và đi được 4 mùa xuân hạ đông nhá. Và nam nữ đều đeo được hết nhá, ok chưa? Xuất sắc, thành vách sáng đẹp zin hết, bọc vàng nó phải sáng như gương, và chuôi ve còn rất là trắng đẹp đều nhá. Và ve sừng này, ok chưa? Ve sừng và là chuôi cờ nhá. Nào, ai nó lại sáng trưng tổ quốc như thế mới sướng. Tiếp theo em sẽ đi quay bên đỉnh cầu trên của nó là BL dưới băng USA này. Đấy, thông tin thông số nó rõ ràng, yên tâm thế còn gì nữa, không phải lăn tăn băn khoăn bất kỳ vấn đề gì cả, vì tất cả sản phẩm bán ra là bao check bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ rồi. Gầm cầu dưới là BL 1/10 12K ghép nhá. Và BL 1/10 12K ghép xuất sắc gì hết nhá, không phải lăn tăn băn khoăn ạ. Và vì tất cả sản phẩm bán ra là check test toàn cầu. Đấy, mới chưa? Ok, bọc vàng sánh gương, không còn điểm gì phải nghĩ bạn gọi cả. Và xuất sắc nha. Nào, ok này. Đấy, mới cống nhá. Zin hết nhá, không điểm trừ nhá. Vâng, giá cái này em sẽ đưa với các bác là 12 triệu 12.000K nhá. Giá là 12 triệu 12.000K nhá. Vâng, các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm con thương hiệu và nên chọn một con trai. Về riêng về kính cổ đồ cổ nên nói phải như thế, bởi vì người ngoài kính cổ ra người ta sẽ tư vấn cho mình những cái đồ gốm sứ, đồ đồng, sa đà cổ, sa mai cổ đấy, rất là ok đấy. Bản thân em cũng chia sẻ ông lẽ là kinh nghiệm những công tác nước ngoài đấy, là em phải tìm đến những cái người là có kinh nghiệm lâu năm thương hiệu đấy, mình người ta còn tư vấn cho mình nhiều đồ cổ khác nữa, đấy là cái giá trị đó đấy. Còn những đối tượng bán rởm giả nhái thì nó không mà xuất trình xuất đầu lộ diện đâu. Những đối tượng đấy thì mua bán thì là hẹn nửa đường, thậm chí là anh ở đâu mang quan xe mưng rồi không có người mua đi ship, đấy là cái chiêu thức bán giảm giả nhái, hay bán trên một số trang thương mại điện tử như là mua bán.com.vn 24 giờ này, một số trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram, Amateur, ghi mỗi số điện thoại thôi, không có địa chỉ, không quay hình ảnh của con mặt hình ảnh của con người đấy.
những đồ đắt tiền thì nguy hiểm rủi ro cực kỳ lớn luôn. Đấy. Lưu ý nhé, giá 12 triệu người hành ca, dây băng Aviator xanh em bốn thập kỷ 1960 Mỹ xưa chuẩn ao nhất nhé. Vâng, xuất sắc thành phần đẹp, zin hết nhé, không điểm trừ, không điểm trừ nhá, ok chưa? Vâng, rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem cái buổi video live stream của em, dành thời gian cũng rất là quý báu, luôn luôn theo dõi, quan tâm cũng ủng hộ. Rất cảm ơn bác nào yêu quý chén cổ xưa có thể đăng ký kênh, không phải để quả chuông để mỗi cái lên hệ thống bút sử dụng nhanh. Bác xin gặp lại các bác.